Hello, xin chào bà con. Ô tô Quang Trung hôm nay xin gửi tới anh chị vừa về con được con Innova 209G số sàn máy 2.0 nhé quý anh chị. Rất đẹp và rất mới. Vừa đi bắt về xong nhé quý anh chị. Nhìn nội thất của em nó này rất là đẹp nhé. Nội thất của em nó thì cũng cũ rồi nhưng mà nhìn nó trong màn hình thì nó cũng sáng vậy thôi, nhưng mà nó cũng cũ rồi những quý anh chị, nhưng mà không có rách rưới gì nhé. Đây, hôm nay Trung giới thiệu con Innova vừa về. Em sẽ đi một vòng cho quý chị xem. Biển số 47 nha quý anh chị. Em sẽ quay từng chi tiết con Innova 209G máy 2.0 số sàn nha quý chị. Bộ bánh sau của em đó nè, biển số 47A08318 nha quý anh chị. Xe này thì quý anh chị có mua thì tất cả các giấy tờ ủy quyền mua bán đều nhanh gọn nha quý anh chị nha. Nên là tất cả mọi giấy tờ về pháp lý thì anh chị cứ yên tâm. Nhìn mình mày của em đó chưa? Thẳng tưng nha. Em nó được ráp thêm bệ bức phía sau rồi. Chúng va chạm nha. Hàng G thì nó được thêm có cảm biến dây luôn nha quý anh chị này. Logo của em nó này sáng và mới nha. Phần tắp bi
của chúng ta. Thì gắn thêm và xe này thì được gắn thêm bọc trần rồi nha quý anh chị. Ngồi trong xe rất là mát. Cửa sau bên tài. Bộ ghế này thì cũng cũ rồi nhé quý anh chị, chứ không phải là còn mới đâu nha. Thì cái này về em tẩy rửa thì ra nó sáng như mới thôi. Chân của nó thức bông gió kìa. Tất cả đều rin hết nha quý anh chị. Từ những bấm bong điện rin hết nha. Cái chỉ này thì xài lâu ngày thì mở cửa ra cửa vô thì nó bị nứt thôi nhé quý anh chị. Còn đây là tất cả là đều rin hết nha. Đăng kiểm em nó thì cũng coi như là hết rồi. Quý anh chị mua thì xe này em Trung sẽ đăng kiểm lại cho quý khách nhé. Một xe thương hiệu Innova Toyota đến từ Nhật Bản. Máy lạnh rất mát nhé. Tất cả những chế độ này vẫn đang hoạt động hết quý anh chị. Này là sưởi nóng. Về bên này thì lạnh. Đầu DVD.
máy rất êm nha quý anh chị. Vô lăng của em nó này, không có một dấu hiệu phai mờ nha, dấu mòn luôn nha, rinh nha. Củ số của em nó này, cả từ bọc này vẫn đang rinh hết này.